Xin chào anh em, hôm nay Sốt Đồ Chơi Ô Tô giới thiệu mấy anh em cam bộ cam 4 mắt đi kèm với màn hình 10 inch xem toàn cảnh xe. Các bác có thể xem 4 góc của xe, hai cam đằng trước và hai cam gương có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bác xem toàn bộ phía xe của mình. Đây cam này em cảm nhận rất là nét. Nét mắt cam bên em là mắt cam Soli nên là anh em bất chấp trời mưa trời gió có thể đáp ứng được cái nhu cầu của anh em. Đây các anh em xem, đây là mắt cam 1, cam 2, cam 3, cam 4 để đáp ứng được rất là nét. Và khi em dí số lùi thì cái cam 2 nó thể hiện là cam đằng sau. Nó sẽ đấy. Cam sau đây các bác. Nét như Soli luôn. Hàng của Soli mà. Rất là nét. Đấy. Đây. Đây em đảm bảo các bác cam này miễn chê luôn, các bác đừng nói từ chê rồi, đây thực ra nó quá là đẹp rồi. Cam này các bác đi rời tối yên tâm, đặc biệt là cái 4 mắt cam bên em vẫn ghi lưu hình ảnh các bác bằng thẻ 128 GB nha các bác nhé.